Làm pate thì các bạn chuẩn bị cho mình thịt xay và gan heo. Thịt thì xay thì chủ yếu là mỡ nhiều và thịt ít thôi. Khoảng 7 phần mỡ, 3 phần thịt thì món này nó mới ngậy. Còn bạn nào không ăn được nhiều mỡ thì ngược lại 7 phần thịt, 3 phần mỡ. Và gan thì các bạn rửa đi rửa lại nhiều lần cho sạch, sau đó mình thái mỏng và mình các bạn có thể ướp phải ngâm với sữa tươi. Hoặc là các bạn sữa tươi không đường hoặc là các bạn luộc đi để cho nó hết cái máu đỏ thì nó sẽ hết độc. Các bạn thái nhé, xong các bạn luộc cho mình. Thái mỏng cho các bạn luộc để cho nó hết cái máu đỏ đi. Rồi chúng ta đi nghiền nát, đi xay cái gan này cùng với cái thịt. Đây luộc sơ gan để cho hết cái máu đỏ nhé. Khi mà trần xong này nhé, mình đổ ra cái rổ và mình xả nước lại cho sạch nhé. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo, các bạn cho dầu ăn vào cho mình để mình xào hành tây với hành tím thơm lên. Sau đó mình cho gan với cả thịt xay vào xả. Đây các bạn cho hai củ hành tây này, một củ hành tím này, và các bạn xào lên nước cho nó thơm lên. Sau đó mình sẽ cho gan, cho thịt lợn và mình xào cùng. Bây giờ chúng ta sẽ lên nếm gia vị. Rồi chúng ta lên nếm gia vị nhé. Hạt tiêu không thể thiếu, nhưng mà vì mình làm cho bé nhà mình ăn cho nên mình cho một ít thôi, lấy vị thôi chứ không cho nhiều, cho nhiều là cay. Hạt lên, muối, nước mắm. Các bạn nào mà ăn theo kiểu khẩu vị của người nước ngoài ấy, thì các bạn dùng bơ thay dầu ăn nhé. Đây mình làm theo khẩu vị của người Việt. Hạt lên, bột ngọt này, muối bột này, muối bột canh này, và nước mắm. Ăn đường ngọt thì cho thêm một chút đường nữa mà, để nó giảm bớt cái độ mặn quá. Xào xong cho chúng ta cần đi xay mà các bạn, xay cho nó nhuyễn và cho thêm quả trứng nữa vào xay cùng. Làm cái pate này để dùng để ăn xôi, bánh mì đều được nhé. Mình chủ yếu là ăn xôi thì nó phải đậm đặc một chút. Bây giờ các bạn làm xào thêm một chút nữa để cho nó săn hơn và thịt nó thơm hơn nữa. Và giờ mình sẽ xào xong thì mình sẽ cho vào cái máy xay và đập thêm mấy quả trứng vào để chúng ta xay cùng. Đập cho mình thêm mấy quả trứng gà vào nhé. Cho nó thơm ngon. Bây giờ mình xay đã, cho nó nhuyễn, cho đổ vào một cái âu sắt và chúng ta hấp hay là hầm để cho pate của chúng ta nó thật là mềm, thật là ngon. Bây giờ mình sẽ đi mình nghiền nhé. Nghiền thật nhuyễn nhé, sau đó mình sẽ cho đi hấp cách thủy. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái âu nhé, sắt nhé, hoặc là một cái khuôn nhé. Các bạn phết cho mình một ít pate, ít nếu mà ăn được
bơ thì phết cho mình một ít bơ ở dưới đáy. Hoặc là các bạn dùng một lớp mỡ khổ các bạn đặt ở dưới đáy cũng được nhé. Và dùng phết cho mình một ít pate ở dưới đáy này. Và mình sẽ đổ cái phần thịt và phần pate xay ấy vào lên trên. Pate khi xay xong nó rất là mịn ngon này. Các bạn để lên trên nhé. Và các bạn sau đó mình sẽ hấp cách kỳ, hấp khoảng 3 tiếng cho nó thật là mềm, thật là ngon như là thịt hầm vậy. Ở đây mình cho gan bằng 1/2 lượng thịt lợn mà mọi người. Nghĩa là 1 phần gan, 1 phần thịt lợn và 1 phần mỡ. Mỗi thứ 1 phần. Vì mình cũng không ăn được ngấy quá. Còn nếu ăn được nhiều hơn thì cho mỗi nhiều hơn. Mình được 3 mẻ và mình sẽ mang đi hấp. Hấp khoảng 3 tiếng nhé, cho nó mềm, nó ngon, nó nhừ. Các bạn ăn được cái mùi ngũ vị hương ở quế hoa hồi thì các bạn cho mình một chút xíu vào nhé. Còn nếu không thì chỉ cần đơn giản như này thôi. Và chúng ta sẽ bật bếp lên và chúng ta hấp cách thủy. 3 tiếng sau mình quay lại nhé. Khi pate của mình hấp được khoảng 1 tiếng này, các bạn có thể xem này, nó lở lên này. Mình sẽ múc một ít ăn thử nhé. Chín thì nó đã chín rồi, nhưng mà mình muốn nó nhừ hơn, nó mềm hơn, ngon hơn ấy, thì mình ninh thêm khoảng 1 đến 2 tiếng hay là 3 tiếng. Mình sẽ sắn một ít ở góc ấy. Bạn này nhìn rất là ngon, mịn, ngon ạ. Và hồng nữa. Đấy ạ, và bây giờ mình ninh tiếp khoảng 2 tiếng nữa. Ít quế, một ít hoa hồi đây để cho nó cản cái mùi tanh, không ăn thì chúng ta sẽ bỏ đi. Pate rất là ngon ạ. Nó mịn, nó ngon. Và ăn nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé. Nước nó ăn này các bạn hấp bỏ ra cho nó vi sóng quay. Và ăn cứ cất vào ngăn mát tủ lạnh kia nó nguội.